Sáng ngày 28 tháng 2, một xe đầu kéo lưu thông trên tuyến La Sơn - Hòa Liên bất ngờ lật nghiêng, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C15826 kéo theo remote 37R0405 một do tài xế HSH, 41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, điều khiển, chạy trên tuyến La Sơn - Hòa Liên, hướng Bắc Nam. Khi đến km 43+700, địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thì bất ngờ lao vào ta luy và bị lật. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ, xe đầu kéo hư hỏng nặng. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.